một câu hỏi trên màn hình điện thoại. Nhiệm vụ của bạn với câu hỏi này là trả lời thành thực và dễ đoán nhất có thể để tất cả mọi người đều đoán đúng. Sau đó, trò chơi sẽ hiện câu hỏi của bạn ở trên màn hình. Lúc này, thì nhiệm vụ của những người chơi khác sẽ là viết câu trả lời sao cho nó mang phong cách của bạn nhất có thể. Mục tiêu duy nhất của họ ở đây là lừa những người chơi khác rằng họ là bạn. Lừa chúng sẽ được 500 điểm, chọn đúng đáp án thật sẽ được 1000 điểm. Nếu nhiều người chọn đáp án của bạn, dĩ nhiên là bạn cũng sẽ được điểm. Không muốn đổi điểm em. Không phải tại vì em không biết ai. Rồi.
của mình nhìn cái này là này. Nhiệm vụ của bạn là viết một câu nói thật và một câu nói dối, sao cho thật giả lẫn lộn nhất có thể. Lừa được càng nhiều người, bạn sẽ càng được nhiều điểm.
Đấy. Đi đâu cái nào đi đâu. Ai gửi? Tiêu tu mà, thế là đâu? Chết được. Ồ. Thêm một con chó. Con chó hoặc là con mèo nào? Kẹp mèo đi. Vãi. Vãi. Holy shit. Cái gì à, hiến điểm ạ? Cái gì mà? Sai cái chó. Cái chó vãi. Ai đấy? Khó thế. Hả? Em có thể đứng dậy được không? Không, 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 Đúng rồi. Ô. 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 Ô.